Chị Lý Thị Sen là một trong số hộ đồng bào dân tộc Mông ở Chòi Hồng đã tiên phong xuống núi khi mở tuyến đường mới qua thôn. Nhà ở đối diện điểm trường, trung tâm xóm nên chị đã kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Từ việc chuyển đổi số, hiện nay kinh tế gia đình chị Sen đã khấm khá, thu nhập ổn định. Trước đây gia đình tôi ở dưới chân núi đi lại rất vất vả và khó khăn. Từ lúc có con đường, gia đình tôi chuyển nhà về đây mở cửa hàng tạp hóa để bán hàng. Đến nay cuộc sống đã ổn định. Còn với ông Lý Văn Lùng, từ năm 1991, ông cũng là người tiên phong ở xóm trồng cây lâm nghiệp. Đến nay, mô hình rừng trồng của ông đã lên đến 6 hectare cây bạch đàn. Nhờ được hướng dẫn khoa học kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy trình trồng, chăm sóc, nên diện tích rừng phát triển tốt. Hiện tại, mỗi chu kỳ khai thác mang lại doanh thu cho gia đình ông Lùng gần 800 triệu đồng. Trước đây, gia đình tôi là một hộ nghèo của xóm. Từ lúc có kỹ thuật trồng rừng, gia đình tôi đã phát triển trồng rừng và hiện cuộc sống đã ổn định và thoát nghèo. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế là một trong những nét nổi bật ở Chòi Hồng hiện nay. Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, các hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Hiện xóm phát triển mạnh về kinh tế đồi rừng. Xóm Chòi Hồng hiện có trên 200 hộ với trên 900 nhân khẩu. Nếu như trước năm 2010, xóm có 100% hộ nghèo, thì đến nay số hộ nghèo chỉ còn gần 25%. Một diện mạo mới và một đời sống mới đang hiện hữu ở Chòi Hồng. Xóm Chòi Hồng hiện tại hộ nghèo còn khá cao. Bản thân tôi luôn đi tuyên truyền, vận động bà con cùng nhau phát triển kinh tế. Để thời gian tới, tỷ lệ hộ nghèo của xóm tiếp tục giảm. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi được nhà nước đầu tư điện, đường đến xóm. Tôi mong bà con trong xóm tiếp tục phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vâng, xóm Chòi Hồng thì hiện nay thì vẫn là xóm đặc biệt khó khăn, được hưởng cái chính sách theo cái quy định của nhà nước. Và xóm Chòi Hồng là một trong các xóm mà có địa bàn rộng nhất của Tràng Xá, cũng là cái xóm đông dân nhất, trên 200 hộ. Và hiện nay thì trong những năm gần đây thì một là về cái trình độ dân trí của người dân cũng đã không ngừng được nâng lên. Và trong những năm gần đây thì các cái mô hình phát triển kinh tế thì bà con nhân dân đã có những cái đổi mới. Như ngày xưa thì chủ yếu là cái mô hình phát triển về sản xuất cây nông nghiệp ngắn ngày như cây mía, xong cái là cây ngô. Và hiện nay thì chuyển đổi mô hình đó là hệ thống mô hình cây phát triển cây lâm nghiệp, đặc biệt là cây keo và hiện nay là cây bạch đàn, có cho giá trị kinh tế rất là cao. Những chuyển biến ở Chòi Hồng đã minh chứng cho hiệu quả của sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào. Đến Chòi Hồng bây giờ, những ngôi nhà mới khang trang của đồng bào Mông đang ngày càng nhiều thêm. Kinh tế phát triển, bà con tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Màu xanh của cây rừng của những ngôi nhà mới là thành quả của sự nỗ lực từng ngày, từng giờ của đồng bào Mông nơi đây, với khát vọng đổi thay có một cuộc sống ấm no hơn thuở trước.